Ngày thi đấu chung kết của đấu trường chân lý 19.5 Runeterra đã kết thúc. Những dư âm mà nó để lại chắc chắn sẽ là một mẩu chuyện còn được nhắc đi nhắc lại nhiều về sau này. Bởi cách mà nó kết thúc khiến cho những người tự vỗ ngực cho mình là tiên tri cũng khó có thể mường tượng được một viễn cảnh điên rồ như thế. Xin chào quý vị khán giả, tôi là bình luận viên Ghiền và đây là video recap ngày thi đấu chung kết của đấu trường chân lý Runeterra tái hợp. Một lần nữa cùng nhìn lại 8 tuyển thủ xuất sắc nhất sau 2 ngày thi đấu. Xiaoge, Han Sinh, Hong Lian đến từ Trung Quốc, Title đại diện duy nhất của Nhật Bản, Wansiani version của Bắc Mỹ, hai cái tên thuộc khu vực châu Âu là Voltariac và West Jungler, cuối cùng là Antena Hue của Mỹ Latin. Thể thức ở kỳ chung kết thế giới năm nay cũng đã có một chút thay đổi sau khi Riot lắng nghe ý kiến từ người chơi. Vẫn là checkmate nhưng số điểm đủ điều kiện là 20 và nếu ván đấu thứ 8 kết thúc mà không tìm được ra nhà vô địch thì các tuyển thủ sẽ được xét duyệt điểm để tìm ra chủ nhân của chiếc cúp Runeterra tái hợp. Ván đấu đầu tiên diễn ra không có nhiều sự thay đổi về mặt Legend khi hầu hết 7 trên 8 vận động viên đều sử dụng ớp và lấy về cho mình những ấn tộc hệ sớm. Câu chuyện chơi trung bài là khó tránh khỏi. Wansiani version lựa chọn một form đội hình đã giúp anh ta bay cao trong ngày thi đấu thứ hai, đó là Zaun. Mốc 6 cộng thêm những con tướng vô pháp chất lượng giúp anh chàng này có một màn dãy top cực kỳ thuyết phục. Quyền tự quyết nằm trong tay khi đối đầu Voltariac. Mặc dù đối phương xếp bài hay nhưng sức mạnh đến từ Jinx, 6 Zaun hoàn toàn áp đảo sau người chiến binh. Top 4 dành cho tuyển thủ hay nhất khu vực Bắc Mỹ. Nạn nhân tiếp theo của đám sát thủ là Title. Vận động viên người Nhật đã áp dụng quy tắc xếp bài để sẵn sàng đón chờ đợt tấn công đến từ vô pháp. Nhưng Wansiani version một lần nữa chứng minh anh ta hay như thế nào ở mùa giải năm nay. Kéo giạt những con tướng vô pháp xuống để tạo khoảng cách tối ưu nội tại của vô pháp. Và nó thực sự hiệu quả khi Gray tìm đến Kai'Sa còn Katarina bỏ túi Queen. Fira thất bại trong việc lấy mạng Jinx. Tất cả điều đó khiến Title để thua và dừng lại ở vị trí top 4 trong ván đấu đầu tiên. Tuy nhiên, hành trình kỳ diệu của Wansiani version cũng đã phải chấm dứt khi anh ta gặp phải người chơi mạnh nhất lobby lúc đó. West Jungler đã xây dựng được một đội hình quá xanh chín từ mid game để khi về late với 6 thách đấu, upgrade nốt Aatrox 2 sao thách đấu ở cấp độ 9, bạn bè phương xa dành cho Fiora cùng Kai'Sa, mọi thứ dường như chỉ mang ý nghĩa thủ tục khi đây là một lay up không thể ngăn cản. Top 2 và 3 lần lượt dành cho Xiaoge và Wansiani version, top 1 thuộc về West Jungler trong ván đấu đầu tiên. Bước sang ván đấu thứ hai vẫn là một lợi thế chọn ấn tộc hệ, ra lõi nào phọc bài đó mà đánh. 14 chấm nhưng nhờ có hai ấn, Title triệu hồi thành công Baron Nashor cực kỳ sớm, mang nguồn sức mạnh vượt tầm round đấu để bán hành cho cả lobby lúc đó. Không một nhà nào đủ sức mạnh để thuần hóa quái vật này. Với lợi thế quá lớn như vậy, vận động viên người Nhật Bản băng băng về đích bằng việc up level 9, bổ sung thêm những vị tướng 5 vàng chất lượng làm vệ tinh cho Baron. Belvet, Kai'Sa sẽ là những đôi cánh phụ đam cho chú sâu gióm và cái kết một pha sốc đôi, hai nhà lấy về top 1 trong ván đấu thứ hai dành cho Title. Sau hai ván đấu thì Title và West Jungler đang là hai người chơi có số điểm cao nhất. Họ hoàn toàn có thể đạt đủ điều kiện checkmate sau ván đấu tiếp theo nếu cả hai chia nhau top 1 và top 2. Một ván đấu khó khăn cho Title khi anh chàng này chỉ còn lại 14 máu vòng 4.3 và có thể không kịp nhìn thấy vòng đi chợ. Một form đội hình còn thiếu quá trời từ cấp độ sao trên tướng, trang bị trên tướng, mọi thứ đều đang làm khó anh ta. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, up 8 trước vòng đi chợ để tìm kiếm trước những người chơi có thể sẽ trung bài. Nhưng hai vị tướng quan trọng nhất là Mordor và Urza không thể tiến hóa, cũng nằm trong diện có thể checkmate. Cũng sử dụng Urza nhưng West Jungler có thế bài tươi sáng hơn nhiều khi sở hữu carry 2 sao đồ đẹp, 6 Surima level 7, 50 vàng và win trick 5. Dù cho những round đấu sau đó có thể thua thì với số tài nguyên và lượng máu đang sở hữu, anh ta thừa sức eco lên level 8 để bổ sung thêm sức mạnh cho đội hình. Title sau một thời gian dài vật lộn vẫn không có được chủ lực hay sao đã chính thức kích hoạt thập tử nhất sinh sau khi để thua trước Wansiani version. Cứ như kích thập tử nhất sinh là kích luôn cả cầu nhân phẩm vậy. Sau trận thua đó, Title lên đường Mordor Kaiser 2 sao tạo tiền đề cho một thế comeback. Cứ như vậy với sự trâu bò của 6 đấu sĩ được búp khiến trụ Raduin, Title dần có chiến thắng trở lại, Urza cũng nhờ đó mà chờ được lên 2 sao. Lúc này với một dàn tướng vai u bắp thịt rất trâu về máu, dày về giáp và kháng phép, đủ sức lì đòn với bất cứ một nguồn sát thương nào của những người chơi còn lại trong lobby. Và cứ như vậy, Hoàng đế Sa mạc được đứng ở hàng sau thoải mái triệu hồi lính cát, phản lại đối phương, chiến thắng cứ tỉn tĩn như vậy đưa Title dần lọt top. Ít nhất có cho mình top 2, Title đã là người chơi duy nhất đủ điều kiện checkmate trong ván đấu này khi West Jungler đã dừng chân lại tại top 6 trước đó. Ở cấp độ 9, bổ sung thêm vị trí của Rai Feljord để làm chậm những con tướng bắn tỉa của đối thủ, Sion cũng là mảnh ghép chất lượng mang về hiệu ứng khống chế. Mặc dù có cung xanh, có diệt khổng lồ, nghe chừng có vẻ counter được những gì mà Title xây dựng, nhưng câu chuyện là Jinx không có được tốc độ đánh cần thiết để nhồi Rocket, lại dính hiệu ứng khống chế liên tục đến từ pháp sư cổ ngữ trong tay của Title. Dàn đấu sĩ quá trâu bò,
làm tốt nhiệm vụ chống chịu để Özil thoải mái tích tách cùng Đào, từ từ cấu rỉa và ăn những con tướng của nhà Hansing. Top 1 thứ 2 liên tiếp dành cho vận động viên đến từ xứ sở mặt trời mọc. Full lobby up và một ván đấu cực kỳ bùng nổ ngay ở vòng 2.1 là những chiếc lõi kim cương. Đó là những diễn biến của đầu ván đấu thứ 4. Đánh một chuỗi thua dài với hai sách ấn là lựa chọn đầu. Title quyết định mở nó ở vòng 2.6 khi anh chàng này kích hoạt mốc 10 tộc hệ. Lựa chọn được Title đưa ra là hai ấn đổ tể. Nhờ chiếc lõi thứ 2 là khuyến mãi kinh nghiệm mà tiền được chuyển hóa từ chuỗi thua 8 giúp cho Title lên thẳng cấp độ 8 để kiện toàn form đội hình. 6 đổ tể, 3 để Marcia với Queen Carry chính lúc đó. Chiến thắng ở vòng 3.5 trước nhà CLG đã chấm dứt mạch thua dài đằng đẵng, mở ra một chương hoàn toàn mới cho Title sau đó. Chân bệnh thiên tử dường như đã vận vào người của cầu thủ này khi ngay sau round combat, Mourner Kaiser là con tướng xuất hiện tại cửa hàng và được update lên 2 sao. Chưa hết, cửa hàng xuất hiện nhiều vị tướng cần thiết để anh ta tiện đường xoay qua 5 Demacia đánh kèm 6 đồ tể. Fiora đồ tể đương nhiên sẽ là một con bài chất lượng song hành cùng Mourner phía trên, còn Queen sẽ lo phần dọn dẹp những cơn mưa tên ở tuyến dưới. Cô thương thì muốn làm người thường cũng khó, đã đánh 6 đồ tể, lõi cuối của Title còn là ý chí đồ tể, như muốn truyền đạt thông điệp tới những người chơi còn lại trong lobby là tìm người top 2 đi, vì top 1 đã có chủ. Thật vậy, không một ai đủ sức mạnh để cản lại những bước tiến của binh đoàn đồ tể. Chuỗi thắng 9 với số lợi tức kiếm được cùng khuyến mãi kinh nghiệm, Title thẳng tiến tới cấp độ 9, kẹp vào trong sân là Heimerdinger với 3 nâng cấp module thu nhỏ trên ụ súng. Hồng Lian hay còn được gọi là China Last Hope khi đó là người duy nhất đủ khỏe để đương cự với Title. Anh ta có quà sinh nhật, anh ta cũng đã lên 9, anh ta có 6 Surima và cực nhiều những con tướng 5 vàng chất lượng trong sân. Sức mạnh đến từ nền văn minh mạnh nhất cõi Runeterra kết hợp cùng Exodia cuối cùng cũng đã cản lại được binh đoàn đồ tể của Title với một chiến thắng tạm thời. Nhưng Title thì vẫn còn máu và tiền. Quyết định sau đó được đưa ra đến từ cựu áo quân chung kết thế giới mùa 7, quyết đoán up level 10. Mảnh ghép Aatrox đương nhiên sẽ được thay thế vào vị trí của Qiyana. Vàng dư không phải nhiều nhưng vẫn lên thêm được Heimer và Ahri sao sau đó. Nhân phẩm quá khủng khiếp. Thần đấu thần, hai nhà Exodia cạnh tranh với nhau vị trí top 1. Lidon hơn, hiệu ứng không chế áp đảo hơn, khỏe hơn về mặt chống chịu chắc chắn là nhà của Hồng Lian. Nhưng điểm mạnh phía bên kia là một nguồn sát thương cực kỳ khổng lồ với 6 đồ tể đến từ nhiều nguồn. Trong lần chậm chán này, Özil và Belvet nhà Hồng Lian kết hợp ăn ý để dồn đam và giải quyết những vị trí quan trọng của đội hình phía đối thủ. Sự Lidon phát huy hiệu quả với Belvet Surima giúp nó làm cầu nối cho những pha triệu hồi lính cát sau này của Özil mang về chiến thắng cho tuyển thủ Trung Quốc. Có Heimerdinger 2 sao nhưng không thể bán đi Aatrox, đó chắc chắn sẽ là tự chặt vào chân mình đến từ Hồng Lian. Trở lại Title xài hết tiền, Hồng Lian mới bán đi Aatrox để update Heimerdinger 2 sao chuẩn bị cho pha combat cuối cùng. Không có nhiều sự thay đổi trong lối xếp cờ của hai nhà nhưng lần này Belvet quá báo, nó lao thẳng vào tâm của combat và hứng chọn một chùy của Mourner. Bị hạ gục quá nhanh khiến gánh nặng sát thương đổ dồn lên đôi vai của Hoàng đế và như thế chắc chắn là quá tải rồi. Title còn Ahri, còn Queen, còn cả Mourner thừa sức để giành lấy chiến thắng và kéo ván đấu đến vòng 6.5. Khi mà bạn đã là người được chọn thì mọi khó khăn cản trở tới cũng chỉ là tô đẹp cho chiến thắng và vinh quang của bạn mà thôi. Năm Aatrox đã bị tuyển thủ người Trung Quốc cầm mất nhưng Title vẫn có được Aatrox 2 sao. 25% ở level 10 có lẽ là con số hợp lý để chúng ta hiểu được điều này. Round đấu chung kết đến rồi. Hồng Lian máy chiếu tốt, chủ đích xếp Belvet và Özil nhắm thẳng vào Mourner để triệt hạ một trong những nguồn đam khổng lồ của nhà Title. Nhưng một lần nữa, nữ chúa hư không lại thất bại. Một chùy của Mourner tựa ngàn cân, một chú cá đuối Surima, ba đồ huyết kiếm là thế vẫn không thể đọ lại được ác quỷ thiết giáp. Özil hoàn thành nốt công việc còn dang dở, shut down Mourner. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Özil có thể làm được. Những cận vệ của hoàng đế đã lần lượt bỏ mạng trước đó, không còn gì để che chắn. Aatrox 6 đồ tể của Title cùng những quân cờ còn lại dễ dàng lấy mạng Özil. Title chính thức trở thành tân vương của đấu trường chân lý mùa 9.5. We'll be right back.